Mình xin giới thiệu với các bạn đến các bạn là cái bữa cơm cực ngon của mình. Đó là cơm nguội ăn với cả dưa chua với cả nước sôi nhá. Bữa cơm đặc biệt và ăn rất ngon luôn. Đặc sản đấy. Các bạn cứ thử ăn mà xem. Lúc đói ăn ngon lắm, tuyệt vời luôn. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 9 này. Năm 2021 nhá. Đây mình quay cái video này làm kỷ niệm những cái ngày ở nhà chống dịch. Những ngày ở nhà chống dịch là phải ở nhà đến gần 2 tháng nay rồi. Không đi làm, không có thu nhập. Nguồn thu không có. Và hôm nay mình sẽ quay cái video ăn món cơm nguội với cả dưa chua muối nhá. Đấy, đây giới thiệu các bạn, đây là cơm nguội. Cơm nguội. Đấy, cơm nguội của từ hôm trước, còn đấy là dưa chua muối, dưa này là dưa củ nhá. Dưa củ sau khi muối chua thì mình bỏ ra mình vắt đi, xong là cho cất vào tủ lạnh, bọc giấy bóng cho vào tủ lạnh để ăn dần. Thế còn đây là cơm nguội. Đấy. Đấy, hôm nay mình sẽ ăn cơm nguội với cả dưa chua với cả một cái món đặc biệt nữa mà rất hấp dẫn với mình. Thường các bạn hay lên vùng cao ấy, thấy người dân trên đấy, từ người lớn cho đến trẻ nhỏ, ăn cơm chủ yếu là ăn với nước sôi nhé. Thấy mọi người thấy ăn cơm với nước sôi thì thấy thương lắm. Bản thân mình cũng thế. Và mình cũng đã làm những cái việc thiện nguyện mà khi mà có một số các bạn làm YouTube ở trên đấy, các bạn ấy quay. Ví dụ như là cái kênh của Nguyễn Tất Thắng hay là kênh Gái Bản. Đấy, mình xem hai cái kênh đấy rất là nhiều. Quay với người dân ở vùng cao ở Yên Bái với cả Hà Giang ấy. Ăn uống. Họ ăn bữa cơm của họ chỉ có nước sôi thôi. Nhưng mà thấy cũng rất là thương. Thế nhưng mà tình trạng với mình đến bây giờ là ở nhà cũng gần 2 tháng nay rồi. Không có công ăn việc làm nên không có thu nhập gì cả. Chính vì vậy cho nên là mình chỉ ăn cơm với cả nước sôi, mình cảm thấy rất ngon. Cơm mới cho dưa vào mới tưới nước sôi để tủ lạnh. Ăn cực ngon luôn. Sang hơn người dân vùng cao một tí đó là nước sôi để trong tủ lạnh. Họ ăn chứ ăn nước sôi trực tiếp luôn. Đấy, mình ăn nước sôi để trong tủ lạnh thì nó mát. Đấy các bạn nhá. Đấy, cơm mình cho ra bát này, xong mình cho dưa vào, múc dưa vào. Món này ngày bé mình cũng đã ăn rất là nhiều rồi. Thế cho nên là bây giờ mình ăn mặc dù lớn rồi mình ăn cảm giác vẫn thấy ngon. Không có gì là khổ cả các bạn nhé. Giai đoạn này có cơm ăn, có rau ăn, có nước uống là tuyệt vời rồi. Không đòi hỏi gì hơn. Đấy. Có thể trước đây mình sống cuộc sống nó nghèo khổ cho nên là nó quen hay sao. Nhưng mà bây giờ mình ăn cơm với dưa tưới nước sôi này cực ngon luôn. Đấy, bây giờ mình quay ra tủ rồi lấy nước nhá. Đây lấy chai nước. Đấy, lấy chai nước sôi nhá. Đây nước nước sôi để nguội để tủ đá nhá. Đấy các bạn ơi. Đấy. Cơm sau khi cho cơm nguội sau cho dưa lên nhá, xong rồi tưới đầy nước.
Đấy. Quá ngon luôn. Nhiều người sẽ khó ăn thế này lắm nhưng mà mọi người cứ thử đi, ngon cực luôn. Cơm dừa. Nước này, mát này, dưa chua rôm rốp này, ngon này. Cơm này, bùi này. Thực ra phải ăn cơm như thế này thì mới nhai cơm, bắt đầu mới cảm nhận được cái ngọt của cái vị gạo các bạn ạ. Chứ các bạn ăn mà ăn thịt cá nhiều các thứ không biết cơm ngon hay không. Đấy, bây giờ mình ăn nhá. Mời mời cả nhà ăn với bữa trưa với mình nhá. Bữa trưa ngày mùng 3 tháng 9. Ủa. Dưa giòn các bạn, dưa giòn rôm rốp à, còn nước thì mát lạnh à. Cơm ăn càng nhai càng ngọt. Ngon. Ăn cơm nguội chan nước sôi nhé, không khó ăn một tí nào đâu, cực kỳ dễ ăn luôn. Không nghèo không đói đâu. Hôm nay mình chia sẻ ăn cơm theo cái cách của bà con dân bản ở giai đoạn này. Xem nó ngon đến mức độ nào. Đấy, mình cho thêm nước. Ăn cho nhanh no. Xem các video các bạn ấy quay ở trên vùng cao mà thấy họ ăn này khổ quá. Về thực tế là họ ăn nhiều như này. Như mình thì giai đoạn này mới phải ăn thế này. Mà cũng thỉnh thoảng làm bữa thôi. Hôm nay ăn thử theo cái phong cách cơm chan nước sôi này xem là nó hấp dẫn đến mức độ nào. Nhưng mà thấy nó quá ngon quá tuyệt luôn. Đây là một hình thức để thanh lọc cơ thể đấy các bạn nước rất mát. Dừa rất giòn. Như này là xong bữa trưa các bạn. Ăn này là giảm cân luôn.
cúp nốt. Hết sạch rồi các bạn nhá. Quá no luôn. Làm tí video khám phá cái ẩm thực cơm cơm nước sôi để các bạn xem, ai thích thì ăn thì thử nhá, xem nó ngon nào nhá. Mình ăn thấy ngon lắm, tuyệt vời, mình ăn suốt được. Cảm ơn các bạn đã xem video nhá.